Hey, yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Laptop AZ. Và sau một tháng biến mất khỏi kênh thì hôm nay thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và hôm nay thì để quay trở lại với kênh, mình muốn giới thiệu cho các bạn một chiếc laptop cực kỳ đáng mua trong tầm giá từ 25 đến 27 triệu. Không phải những mẫu laptop Ultrabook, cũng không phải là những chiếc laptop gaming như Legion 5 hay là HP Omen đang làm mưa làm gió trên thị trường hiện nay, mà đó chính là chiếc Zephyrus G14 mình đang có ở đây. Vậy thì tại sao nó lại là chiếc laptop mà theo mình nói là nó đáng mua nhất? Vậy thì các bạn hãy đón chờ trong video ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Trước khi mình có xin nghỉ một tháng đi ôn thi ấy, thì mình có qua studio và mình đã lấy được chiếc Zephyrus G14 này về nhà và dùng trong một tháng qua. Và trong một tháng qua thì mình thấy là nó có rất nhiều những cái lợi thế, tuy nhiên thì bên cạnh đó nó vẫn đang còn có một số các cái nhược điểm. Và có lẽ mình sẽ nói về nhược điểm trước đi, bởi vì những cái lợi thế của nó thì có lẽ là một số các cái bài review các bạn xem các bạn cũng đã biết rồi. Thì đối với chiếc Zephyrus G14 này, nếu đặt lên bàn cân với một chiếc laptop gaming thì chúng ta sẽ thấy là số lượng cổng kết nối của nó thì vẫn là đủ dùng đấy, tuy nhiên thì hai cổng USB-A và cổng USB-C của nó lại đặt hết về phía bên tay phải. Nên là với một người thuận tay phải như mình, trong quá trình sử dụng thì mình thấy cái vị trí đặt cổng này nó hơi có một chút gì đó không thuận tiện. Mình hay rất hay bị vướng chuột vào cái phần dây nhựa ở phía bên này. Và hơn nữa thì cái trải nghiệm gaming của mình ở trên chiếc màn hình 14 inch này thì nó không tốt bằng đối với những chiếc laptop gaming 16 inch. Và trong một cái thân hình mỏng nhẹ như thế này thì cái phần tản nhiệt của máy nó cũng không thể tốt bằng đối với những chiếc laptop như là HP Omen hay là Lenovo Legion được, bởi vì là quạt của nó cũng không mạnh bằng mà các bạn. Tuy nhiên thì đổi lại chúng ta có một cái tính di động cao hơn khá là nhiều đấy. Còn nếu như mà đem so với một chiếc Ultrabook thì sao? Thì so với chiếc Ultrabook thì chiếc laptop này lại cũng nặng hơn khá là đáng kể đấy, khi mà nó nặng hơn từ 3 cho đến 400 gram. Nhưng mà đổi lại thì các bạn lại có một cái chất lượng build cực kỳ chắc chắn. Và nặng hơn 3 đến 400 gram, tuy nhiên thì cân nặng của nó loanh quanh đâu đó khoảng độ 1,6 kg thì mình vẫn thấy là khá là nhẹ so với những chiếc laptop hay là như chiếc Acer Nitro 5 mà mình đang dùng. Nhưng mà những điểm bất lợi ấy, thì trong một tháng sử dụng mình cũng chỉ thấy là nó có bất lợi ở một vài điểm như vậy thôi. Còn về mặt ưu thế thì sao? Nó lại có rất nhiều ưu thế so với kể cả hai mẫu laptop kể trên. Đầu tiên là so với những mẫu laptop Ultrabook thì nó có một cấu hình tốt hơn này. Điều đó giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm chơi game cũng như là làm việc trên chiếc laptop này chắc chắn là sẽ tốt hơn rất nhiều so với những mẫu laptop Ultrabook. Và mình đã có thử qua một số các cái tựa game rồi và kết quả benchmark hay là một số các cái đoạn mình chơi game thì nó sẽ được hiện lên ngay cho các bạn ngay sau đây, bây giờ đây. Với một cấu hình là Ryzen 7 4800HS này cộng với card GTX 1650 thì các bạn cứ yên tâm là hầu hết mọi tựa game hiện nay, từ tựa game những cái tựa game eSport như LOL hay là FIFA Online 4 hay là những cái tựa game nặng như là Cyberpunk, thì chiếc laptop này vẫn có thể giúp các bạn có thể trải nghiệm được. Nhưng mà mình nói chỉ là trải nghiệm thôi nhé, bởi vì là chẳng hạn như một với tựa game nặng như là Cyberpunk thì các bạn không thể đòi hỏi nó đem lại cho các bạn một cái mức FPS cao khi mà các bạn chơi ở những cái mức cấu hình thiết lập cao được đâu. Hơn nữa thì chiếc laptop này có cung cấp cho các bạn cả những cái option có màn hình tần số quét cao lên đến 120Hz, nên nếu như bạn nào mà thích chơi những cái tựa game bắn súng ở góc nhìn thứ nhất ấy, thì màn hình 120Hz lại là một cái lợi thế dành cho các bạn. Còn option mình đang có ở đây thì tuy rằng nó không có màn hình 120Hz
nhưng cái màn hình tần số quét cao nó lại không phù hợp với đại đa số người dùng, cho nên là việc cắt giảm đi cái màn hình tần số quét cao và thay vào đó là nâng cấp so với bản min option từ Ryzen 5 4600HS lên Ryzen 7 4800HS thì theo mình thấy là một cái nâng cấp đáng giá hơn rất nhiều. Với việc có một con CPU mạnh hơn thì những cái phần mềm các bạn cần sử dụng trong quá trình làm việc, các phần mềm chỉnh sửa ảnh, các phần mềm edit video hay là xây dựng hình ảnh 3D thì chiếc máy này vẫn có thể làm rất là tốt. Và mình cũng đã có sử dụng qua một số phần mềm như là Adobe Premiere hay là Lightroom hay là Photoshop hay là các phần mềm xây dựng hình ảnh 3D như là Blender. Thì chiếc máy này vẫn có thể giúp các bạn có thể sử dụng hoạt động trơn tru tất cả những cái phần mềm đó mà không cần phải lo lắng quá nhiều về mặt hiệu năng. Và một điểm mình rất thích nữa ở chiếc laptop này đó là việc chiếc máy nó dày hơn so với những chiếc laptop Ultrabook một chút, giúp cho Acer có thể trang bị cho nó một cái giải loa rất là tốt. Âm bass của chiếc máy này rất là trầm và ấm, các giải âm trung âm cao cũng được thể hiện rất là rõ ràng, cho nên giúp các bạn có thể nghe được mọi loại nhạc từ EDM, nhạc điện tử cho đến là nghe những cái bài hát indie nhẹ nhàng thì chiếc máy này vẫn có thể chơi được. Nói chung là nhạc nào cũng quẩy luôn các bạn ạ. Đó là những cái lợi thế khi mà chúng ta đặt chiếc laptop này đem so với những chiếc laptop Ultrabook, còn khi đặt lên bàn cân đối với một chiếc laptop gaming thì các bạn có thể thấy rõ luôn là chiếc máy này đem lại cho các bạn một cái tính di động cực kỳ là cao cộng với một độ hoàn thiện cực kỳ là tốt. Nếu như trong tầm giá từ 25 đến 27 triệu, hai gương mặt nổi tiếng nhất trong làng laptop gaming của năm 2020 chúng ta có thể kể đến đó là Lenovo Legion 5 hay là HP Omen. Thì Lenovo Legion 5 có một cái chất lượng hoàn thiện là hoàn toàn bằng nhựa, hay là HP Omen thì có hoàn thiện bằng kim loại, tuy nhiên thì mặt A của nó vẫn là nhựa và hơi có hiện tượng flake. Thì chiếc máy này không hề có bất kỳ một hiện tượng flake diễn ra ở trên bất kỳ một vị trí nào của chiếc máy cả. Và chiếc máy lại còn được hoàn thiện 100% bằng hợp kim nhôm magie nguyên khối. Nó còn nhẹ hơn những chiếc laptop kia đâu đó khoảng nửa cân. Và sạc của nó thì đây, nó cũng rất là gọn nhẹ, cho nên nếu như các bạn muốn mang ra ngoài thì các bạn cũng không phải quá lo về việc là các bạn sẽ phải vác trên người một quả tạ hay là những cái gì đó quá nặng nề. Thậm chí chiếc laptop này còn cho phép bạn sạc qua cổng Type-C, vậy nên là các bạn có thể dẹp cái chiếc cục sạc này qua một bên khi các bạn đi cà phê. Và thay vào đó các bạn chỉ cần trang bị cho các bạn một cái cục sạc như thế này thôi là chiếc máy của bạn hoàn toàn có thể hoạt động được cả ngày rồi. Nhưng cũng phải nói đến việc là chiếc máy này có một thời lượng pin rất là trâu, cho nên các bạn có thể bỏ qua hai cái sạc này qua một bên. Máy có thể sử dụng liên tục được 8 tiếng đối với những cái tác vụ thông thường, cho nên các bạn nếu mà đi làm việc hàng ngày, ra quán cà phê ngồi viết content như mình trong tháng vừa rồi ấy, mình ôm máy đi khắp nơi mà mình cũng chả cần thiết phải mang sạc đi theo cùng. Tối về nhà mình muốn chơi game mình lại cắm con sạc 150W vào và tận hưởng những cái tựa game cùng bạn bè. Tiếp đến là nói về khả năng nâng cấp thì một chiếc máy mỏng nhẹ hơn đương nhiên khả năng nâng cấp sẽ không bằng những chiếc máy to dày hơn rồi, nhưng hãng vẫn cung cấp cho các bạn thêm một khe RAM trống nữa. Tức là chiếc máy này đã có sẵn 8GB on board rồi và sau đấy các bạn còn một khe RAM rời nữa, các bạn có thể cắm thêm một thanh 8 hoặc là 16GB. Và nếu như các bạn cảm thấy nhu cầu các bạn có nhiều thì các bạn hoàn toàn có thể cắm thêm một thanh 8 nữa để chạy đua channel. Đặc biệt đối với con chip Ryzen 7 4800HS này, nếu như các bạn có RAM chạy đua channel ấy thì hiệu năng của nó sẽ còn được nâng cao thêm nữa cơ. Và SSD của chiếc máy này thì cũng nâng cấp được. Chỉ hơi đáng tiếc một chút là nó chỉ có một khe SSD thôi, nên nếu như các bạn thay SSD xong ấy thì hoặc là các bạn bỏ cái SSD cũ hoặc là các bạn hãy cố gắng nghĩ cách để tận dụng nó nhé. Đây là một điều hơi đáng tiếc một chút. Và trải nghiệm thực tế của mình trong một tháng vừa rồi ấy, thì đây là một chiếc máy rất là nhẹ này, cộng với lại có một cái thiết kế rất là chắc chắn, build rất là hoàn thiện, rất là tốt, cao cấp, cho nên là mình mang máy đi theo bên mình khắp nơi luôn. Và đặc biệt là mình cũng không đắn đo việc mang sạc theo bởi vì pin nó rất là trâu. Mình cứ mang đi, ban ngày mình mang đi viết content và như mình đã nói đấy, tối mình về mình lại cắm sạc vào và chơi game. Và game thì mình vẫn có thể tận hưởng được tất cả các loại game từ nhẹ nhất cho đến những cái game AAA khá là nặng. Tổng kết lại thì trong tầm giá từ 25 đến 27 triệu, đây là một chiếc laptop rất là hay ho và đa năng trong tầm giá. Nó có một cấu hình vừa đủ khỏe để đáp ứng nhu cầu học tập, giải trí cũng như làm việc các bạn này, lại vẫn có một cái tính di động cao cộng với việc là có khả năng nâng cấp giúp cho các bạn có thể nâng cấp sức mạnh của chiếc máy về sau. Và chiếc máy này thì rất là phù hợp với những bạn nào hiện đang là sinh viên hoặc những bạn nào đang làm văn phòng nhưng mà vẫn có nhu cầu chơi giải trí tận hưởng thêm một số tựa game hot hiện nay. Và thực sự thì với một cái mức giá từ 26 đến 27 triệu với một cái sự đa năng tiện lợi như vậy thì chiếc máy này đang rất là cháy hàng tại cửa hàng laptop az.vn. Vậy thì quyết định của các bạn như thế nào? Mình thì thấy đây là một chiếc máy rất là đáng mua. Các bạn có quyết định sẽ sở hữu chiếc máy này trong thời gian sắp tới không thì hãy để lại comment dưới phần bình luận cho chúng mình để chúng ta cùng thảo luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.